Sau đây là cấu hình khuyến nghị cũng như top 5 chiếc laptop tốt nhất để học cho sinh viên báo chí đang sẵn hàng tại laptop TCL. CPU, Core i5 Gen 7-11, RAM 8/16GB, SSD 128/256GB, màn hình Full HD IPS. Thông tin chi tiết về máy và các chương trình khuyến mãi mình sẽ để dưới phần mô tả của video này nhé. Vị trí đầu tiên là một chiếc laptop mới ra mắt trong năm 2021 của Dell. Dell Inspiron 3511 có cấu hình CPU i5-11135G7, RAM 8GB, SSD 512GB m2 NVMe, màn hình 15.6 HD, VGA NVIDIA GeForce MX3502GB. Dell Inspiron 3501, người anh em sinh đôi của Dell 3511, có cấu hình CPU i5-11135G7, RAM 8GB, SSD 512GB m2 NVMe, màn hình 15.6 HD, VGA NVIDIA GeForce MX3302GB. Tiếp theo là vị trí số 3 là chiếc laptop HP Notebook 14S đến CG2005TU, có cấu hình CPU i5-10210U, RAM 8GB, SSD 256GB, màn hình 14 FHD. Ưu điểm, đây là một chiếc laptop có ngoại hình rất đẹp và sang chảnh cho các bạn sinh viên. Tiếp tục là một chiếc laptop siêu phẩm của Dell là chiếc XPS 9560, cấu hình CPU i5-i7-7700HQ, RAM 8GB, SSD 256GB, VGA NVIDIA GTX 1050, màn hình 15.6, FHD 4K cảm ứng. Cuối cùng là một đại diện nữa đến từ Dell là chiếc Dell Inspiron 5488 với cấu hình CPU i5-8250U, RAM 8GB, SSD 256GB, màn hình 14 FHD, VGA NVIDIA MX2502GB. Trong danh sách 5 chiếc laptop cho sinh viên báo chí kể trên, bạn ấn tượng với chiếc máy nào nhất? Để lại comment ở phía dưới cho chúng mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.